Nồng độ dung dịch. Mục tiêu bài học. 1. Giải thích được định nghĩa và viết được công thức biểu thị 4 loại nồng độ dung dịch: nồng độ phần trăm, nồng độ gam, nồng độ mol và nồng độ đương lượng. 2. Giải được các bài toán về nồng độ dung dịch dựa trên định nghĩa các loại nồng độ đó. Các dung dịch dùng trong phân tích thể tích: dung dịch phần trăm, phần trăm. Dung dịch đương lượng, độ chuẩn. Dung dịch phần trăm, phần trăm. Dung dịch phần trăm là dung dịch có nồng độ biểu thị bằng số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch, ký hiệu là C. Ví dụ, dung dịch axit hydrochloric 10% là trong 100 gam. Dung dịch này có chứa 10 gam axit chloric nguyên chất. Công thức tính: C bằng mét chất tan trên mét dung dịch nhân 100. C là nồng độ phần trăm của dung dịch. Mét C, T là khối lượng chất tan, gam. Mét dung dịch là khối lượng dung dịch, gam. Vì mét dung dịch bằng G nhân V dung dịch. G là khối lượng riêng của dung dịch, gam mililit. Ví dụ, G là thể tích dung dịch, mililit. Công thức 1. Có dạng C bằng mét chất tan trên D nhân V dung dịch nhân 100. Trong hóa học phân tích định lượng và ngành dược, lượng chất tan chứa trong các dung dịch quá nhỏ so với lượng dung môi, nên khi tính toán thường coi khối lượng riêng của nước ở 4 độ C bằng 1. D dung dịch bằng DH2O bằng 1 gam mililit. Công thức 1. Có dạng C bằng mét chất tan trên V dung dịch nhân 100. Áp dụng công thức. Ví dụ 1. Tính thể tích dung dịch axit hydrochloric 37,23%, D bằng 1,19, cần lấy để pha 100 gam dung dịch axit hydrochloric 10%. Cách tính như sau. Khối lượng hydrochloric nguyên chất có trong 100 gam dung dịch axit hydrochloric 10%. C bằng mét chất tan trên mét dung dịch nhân 100. Suy ra mét chất tan bằng xe nhân mét dung dịch trên 100. Tức là mét chất tan bằng 10 nhân với 100 trên 100 bằng 10 gam. Thể tích dung dịch axit hydrochloric 37,23%, D bằng 1,19%, cần lấy để pha. C bằng mét chất tan trên D nhân V dung dịch nhân 100. Suy ra V dung dịch bằng mét chất tan trên D nhân C. Tất CANHN100. Tức là V dung dịch bằng 10 trên 1, 19 nhân 37,23. Tất cả nhân 100 bằng 22,5 ml. Ví dụ 2. Tính lượng natri chlorid nguyên chất. Để pha được 3.000 ml dung dịch natri chlorid 10%. Các bạn cùng theo dõi công thức và cách tính sau. Dung dịch đương lượng. Đương lượng gam. Cách tính đương lượng gam. Dung dịch đương lượng. Tác dụng giữa các dung dịch đương lượng. Đương lượng gam. Đương lượng gam của một chất là khối lượng tính ra gam của chất đó. Phản ứng vừa đủ với một đương lượng gam hydro hay một đương lượng gam của một chất bất kỳ nào khác, ký hiệu là E. Cách tính đương lượng gam. Công thức tính: E bằng M trên N. Trong đó, E là đương lượng gam của chất cần xác định, gam. M là khối lượng mol phân tử của chất cần xác định, gam. N là một số tùy theo loại hợp chất mà có giá trị khác nhau. N là một số tùy theo loại hợp chất mà có giá trị khác nhau. Đối với bazơ thì N là số nhóm OH tham gia phản ứng của một phân tử bazơ. Đối với axit thì N là số nguyên tử hydro tham gia phản ứng của một phân tử axit. Đối với muối thì N là tổng hóa trị của các nguyên tử kim loại tham gia phản ứng của một phân tử muối. Đối với chất oxy hóa và chất khử thì N là số electron E thu hay mất của một phân tử chất oxy hóa hay một phân tử chất khử khi tham gia phản ứng. Áp dụng công thức tính. Mời các bạn theo dõi ví dụ các sau. Ví dụ 1. Ví dụ 2.
Ví dụ 3. Ví dụ 4. Dung dịch đương lượng. Dung dịch đương lượng là dung dịch có nồng độ biểu thị bằng số đương lượng gam chất tan có trong 1.000 ml dung dịch, ký hiệu CN. Ví dụ, dung dịch natri hydroxit 0,1N là trong 1.000 ml dung dịch này có chứa 0,1E natri hydroxit hay chứa 0,1 x 40 bằng 4 gam natri hydroxit vì 1E natri hydroxit bằng 40 gam. Công thức tính CN bằng mét chất tan trên E nhân V dung dịch, tất cả nhân 1.000. CN là nồng độ đương lượng của dung dịch, N. Mét chất tan là khối lượng chất tan của dung dịch, gam. E là đương lượng gam chất tan. V dung dịch là thể tích dung dịch, mililit. Áp dụng công thức. Ví dụ 1. Tính lượng natri hydroxit nguyên chất cần lấy. Để pha 100 ml dung dịch natri hydroxit 0,1N. Mời các bạn theo dõi cách áp dụng công thức và tính toán như sau. Ví dụ 2. Tính nồng độ đương lượng của dung dịch axit sulfuric 14,35%, D bằng 1,1. Tác dụng giữa các dung dịch đương lượng. Theo định luật tác dụng đương lượng có thể rút ra kết luận. Trong các phản ứng hóa học cứ bao nhiêu đương lượng gam của chất này, thì phản ứng vừa đủ với bấy nhiêu đương lượng gam của chất kia. Hay hai chất có số đương lượng gam bằng nhau, thì tác dụng vừa đủ với nhau. Từ kết luận trên suy ra, khi hai dung dịch có nồng độ đương lượng bằng nhau, thì chúng tác dụng với nhau theo những thể tích bằng nhau. Ví dụ, 10 ml dung dịch bạc nitrat 0,1N tác dụng vừa đủ với 10 ml dung dịch natri chlorate 0,1N khi hai dung dịch có nồng độ đương lượng khác nhau mà tác dụng vừa đủ với nhau thì thể tích của chúng tỷ lệ nghịch với nồng độ. Giả sử dung dịch A có nồng độ là N1 và thể tích là V1, dung dịch B có nồng độ là N2 và thể tích là V2. Nếu dung dịch A tác dụng vừa đủ với dung dịch B thì N1 trên N2 bằng V1 trên V2. Suy ra N1 nhân V1 bằng N2 nhân V2. Ví dụ, xác định nồng độ đương lượng của dung dịch axit acetic. Biết rằng 10 ml dung dịch này tác dụng vừa đủ với 20 ml dung dịch natri hydroxit 0,1N. Độ chuẩn. Độ chuẩn của dung dịch. Độ chuẩn theo chất cần xác định. Độ chuẩn của dung dịch, K.
ký hiệu là T, được biểu thị bằng số gam chất tan có trong 1 ml dung dịch. Ví dụ, T axit sulfuric bằng 0,0098 gam ml. Là trong 1 ml dung dịch axit sulfuric này có chứa 0,0098 gam axit sulfuric nguyên chất. Công thức tính T, T bằng mét chất tan trên V dung dịch. T, độ chuẩn của dung dịch, gam ml. Mét chất tan, khối lượng chất tan. V dung dịch, thể tích của dung dịch, ml. Độ chuẩn theo chất cần xác định. Độ chuẩn của dung dịch A theo chất cần xác định B là số gam chất B tác dụng vừa đủ với 1 ml dung dịch chất A, ký hiệu là TA trên B. Mời các bạn theo dõi ví dụ sau. Công thức tính: TA trên B bằng NA nhân EB trên 1000. TA trên B là độ chuẩn của dung dịch A đối với chất cần xác định B. NA là nồng độ đương lượng của dung dịch A. EB là đương lượng gam của chất cần xác định B. Ví dụ, tính độ chuẩn của dung dịch axit hydrochloric đối với natri hydroxide. Biết rằng khi định lượng dung dịch natri hydroxide dùng dung dịch chuẩn độ là axit hydrochloric 0,1 N. Áp dụng công thức ta có kết quả bằng 0,004 g